Xin chào tất cả các anh em bạn hữu, chào các bác tài thân mến, chào anh em đam mê kèn ong và các loại kèn nói chung. Thì để chơi kèn hơi thì anh em không thể thiếu cái máy nén khí này được. Vì hôm nay trên tay tôi là cái máy nén khí, tầm giá nó chỉ có rơi vào 3 triệu thôi. Thì cái máy này là bộ A7009 của hãng Ahagara. Thì để hướng dẫn anh em thì cái máy này rất nhiều anh em đã sử dụng rồi, đã cung cấp ra cho anh em số lượng rất là lớn. Bây giờ mới có thời gian để mà review rồi là hướng dẫn anh em lắp đặt. Cái quan trọng nhất là để anh em lắp đặt đúng kỹ thuật để máy nó bền. Ngoài ra thì làm sao để nó kín hơi để có thể chơi được nó phù hợp cho anh em. Thì đây máy của nó đây, được Agara nhé. Máy này được Agara đóng hộp rất là vuông vắn này, cẩn thận này. Đấy anh em xem, nó có 3 hộp, trong này nó có 3 hộp đấy. Đây hộp bình này, đây hộp máy này, đây là hộp phụ kiện này. Đóng hộp rất là cẩn thận nhá, rất là cẩn thận gọn gàng. Đây, bỏ cái hộp này ra. Bây giờ chúng ta ngâm. Đấy bây giờ có cái máy trước. Đây hộp máy đây, hộp máy này thì nó là dòng A709. Đây đấy, tháo ra xem là nó có khác gì so với lại cái máy mà trước kia, cái dòng A480 anh em hay dùng không. Máy của nó là A7009. Con này thì công suất của nó rơi khoảng 280W. Và cái máy này là máy 12V, dòng điện cực đại nó 23A. Áp lực nén tối đa nó là 200 PSI anh em nhé. Áp lực nén tối đa rất là lớn. Con này thì nó tương đồng với lại dòng A480C mà Agara cung cấp ra trong thời gian trước. Đấy, thì anh em nhìn thấy con này lưu lượng nén của nó là 1.8 CFM, tương đương với khoảng độ tầm trên 50 lít một phút. Dòng này là dòng với giá thành hợp lý nhất cho anh em chơi, nhất là các xe tải nhỏ như là Kia K165 hay là Kia K200, Kia 250 thì cái dòng này là cái dòng phù hợp cho anh em. Từ phù hợp từ cái giá thành, phù hợp từ chất lượng, phù hợp từ độ êm, dễ dàng lắp đặt. Đấy, là những cái ưu điểm của cái dòng A709 của Agara. Đây nó có được khoảng tầm 50m dây hơi đầu ra. Đây là van một chiều có sẵn rồi. Đấy, rất là rẻ, bao gồm cả dây đầu ra cả van một chiều, tất là tập chỉ có, nếu mà độc cái máy này không thì có 2,5 triệu anh em nhé. Cái dòng này, dòng này là dòng rất hợp lý. Đấy, chân cao su giảm rung có tất cả, có cả ốc luôn. Bây giờ mình chuyển sang cái bình. Đấy, cái bình này là bình 9 lít bằng sắt. Chính vì là bình 9 lít bằng sắt nên giá thành nó hợp lý cho anh em chơi. Ngoài ra bình này cũng có thể lắp vào xe con thoải mái anh em nhé. Xe con, xe bán tải anh em chơi thoải mái, xịt bụi hoặc lắp trên máy xúc. Lắp trên máy xúc cho anh em dùng xịt bụi cabin hay là xịt lọc dầu lọc gió là vô tư luôn. Đấy, cái loại này trước đã cung cấp cho anh em dùng máy xúc rất là nhiều. Tất cả đều đóng gói rất là cẩn thận. Ngoài một lớp túi bóng ra thì lại còn một lớp hộp xốp, xong rồi đút vào hộp xốp nữa. Đây thì bình nó được hàn bằng máy nên là và sự sơn tĩnh điện. Đấy, thì anh em có nhìn đây rất là đẹp. Nó có 5 cổng đấy. Đâu này nó có 2 cổng, 1 cổng 17 thì bắt vào vừa cái máy này luôn. Cổng 13 này, cổng 13 này. Và dưới này là cổng xả đáy. Đấy, bình 9 lít. Bình này đường kính nó dài khoảng độ tầm 45 phân và đường kính của nó là 16 phân. Khoảng khoảng đấy, sẽ đo chi tiết cho anh em. Đây là mở một phụ kiện. Đấy, mặc dù giá rẻ chỉ có 3 triệu thôi nhưng nó được cung cấp rất đầy đủ phụ kiện. Đấy, và đóng gọn gàng. Đây đặt ở đây. Cái này chơi với cái kèn Thái hợp lý luôn anh em nhé. Vì là hợp lý, hoặc là kèn K2 thì anh em quá hợp lý luôn. Bộ phụ kiện của nó đây, nguyên cái cục phụ kiện này anh em thì đống phụ kiện này nó cũng trị giá cứ là bao tiền. Ở đây bây giờ mình thử mổ xẻ luôn phụ kiện xem nó bao tiền nhá. Nếu mà đi mua lẻ thì anh em nhìn là giá thành nó đắt đấy, không rẻ đâu. Bộ phụ kiện này đây, mình gỡ luôn ra hết cho anh em xem. Bộ phụ kiện này nó bao gồm việc đầu tiên đây, anh em sẽ nhìn thấy cái dễ nhìn nhất, cái màu đỏ là cái hộp cầu chì. Cầu chì này nó là con cầu chì 25A, anh em phải thay 23A vào. Dây điện, đấy, dây điện này là dây 4 nhé.
Đây, như cái dây điện này mà bình thường là bên shop mình đi mua ấy, thì người ta đã lấy khoảng độ tầm mười mấy 20.000 một mét rồi. Thì cái này xem nó có bao mét ở trong này luôn, cắt ra luôn, đằng nào tí hướng dẫn anh em đấu và test thử luôn. Đấy, đấy, nó rất dài anh em nhé, rất dài anh em. Đấy, tí sẽ kéo ra luôn, cái này nó phải khoảng độ tầm 3 mét dây điện. Ngoài ra thì đây có cái dây hút gió nữa. Đấy, đây nhá, được cái lọc gió này, có cả lọc sơ cua này, cho anh em này. Cái này để cài vào cái lỗ nào, ví dụ như anh em lắp vào sassy thì anh em cài cái này, đưa cái lọc gió lên cao, sau đó anh em cắm dây này vào bên dưới. Thì đây nó sẽ cắm như thế này, mình sẽ cắm cút này trước để tí nữa đằng nào cũng hướng dẫn anh em lắp đặt thì có sẵn luôn. Đấy, đấy, hai cái cút hai đầu bộ A709 này nó có cái ưu điểm là như vậy, là mình đã có đầy đủ đặt tất cả sản xuất cung cấp cho anh em đầy đủ nhé. Đấy, cái này để bạn đầu tiên. Đấy là xong một bộ này, dây điện này, bộ chân này, ốc này, đấy, ốc để bắt chân này. Thì cái này thì để đây, cái van xả đáy hoặc là cũng có van an toàn. Đấy, hai cái này là hai cái tương đồng. Đấy, anh em đây, hai cái này dưa le tự ngắt. Cái con này là 150 psi và 200 psi, nó tương đương 10 cân thì nó chạy, và đến tận 14 cân thì nó ngắt rất là lớn. Thì con này ít dùng vì là áp lực nó rất là cao, áp lực cao 14 cân thì chơi kèn hay là máy nó sẽ hại hơn. Mình sẽ bỏ con này đi và mình sẽ cho anh em bằng cái con này. Về xốp sẽ có con nhỏ hơn như thế này, áp lực nó thấp hơn một tí, hoặc là dùng luôn cái con này cho anh em biết đấu nhé. Anh em lấy cái nào thì cũng báo, nó cần gọn cũng mặt kia, cần nó nồi đồng cuối đá và dễ điều chỉnh sử dụng thì con này. Đấy, mấy con này thì mình sẽ tạm thời cất nó đi. Ngoài ra có một bộ ốc, bốn con ốc để anh em bắt vào các cái chân đây, bắt vào sassy hay là bắt vào giá đều được. Một con dưa leo 4 chân 12V 40A để đấu qua cái này. Thì tí nữa cái khó là nhiều anh em hay hỏi đấu con này, nhưng mà nếu dùng con này rồi thì anh em không cần con này nhé, còn nếu dùng cái con dưa leo này thì anh em sẽ dùng qua con này. Đấy, thì tí sẽ đấu, hướng dẫn đấu cả hai cách để anh em có thể đấu được. Đấy, ngoài ra nó có một cái chạc, có một cái này là cái nối gen 13 nhưng mà nó lại ống 6 thì anh em ít dùng hơn, thì mình sẽ đổi và sẽ cho anh em cái con này, cho anh em cái con 13 nhưng ống 8 nối nhanh để anh em dùng cho nó tiện. Ngoài ra nó có cút này, đấy, anh em thấy có cút nối nhanh đấy, như này thì bắt đầu dây hơi vào đây là ok đấy. Đầy đủ. Ngoài ra nhà sản xuất cẩn thận đã cho anh em thêm một cái dây hơi ống 13. Bình thường thì về thì shop mình cũng có cho thêm anh em dây ống 8 khoảng tầm 2 đến 3 mét nữa là anh em đủ chơi tất cả rồi. Với tầm giá 3 triệu thì thực sự là bên mình cũng đã cố gắng hết sức để giảm giá thành và cung cấp cho anh em một bộ đầy đủ, không thiếu một cái gì như thế này đấy, mà rất là đầy đủ để anh em phải chơi. Từ những cái chi tiết này nếu đi mua thì chắc chắn sẽ không mua được, nếu mua lẻ thì chắc chắn không mua được cái bộ này dưới 3 triệu. Nhưng vì là cái shop mình là đặt order nhà sản xuất và sản xuất làm sao tất cả nó sẽ nằm ở trong cái giá thành như vậy để anh em có thể chơi được dễ dàng. Bây giờ sẽ hướng dẫn anh em lắp đặt. Đây, anh em lắp vào cái bình, đây có băng tang đây. Đầu tiên anh em lắp cái rốn xả nước vào đây, hay là van an toàn cũng được. Đây có thể lắp rốn xả nước, nếu mà anh em thích kéo thì lắp van an toàn dặn kéo vào. Mình sẽ lắp cái rốn xả nước xuống dưới cái đáy này cho anh em làm sao đó kín nhé. Xong thì anh em lấy nước thử xem nó có xì ở đâu ra không, nếu xì thì nhớ là xếp lại cho nó cẩn thận, tránh tình trạng mà nó xì ra sau nó hết hơi nó tự chạy máy lại, dẫn đến tình trạng là nó bị chạy liên tục. Đấy, anh em làm nhớ đấu cho thêm một cái công tắc để ngắt, và nếu mà trong trường hợp ok, trong trường hợp mà anh em lâu không dùng, nếu mà dùng cái cục này thì anh em ấn ngắt đây. Đây, tại vì mình dùng cái hôm nay sẽ không hướng dẫn anh em đấu bằng cái cục dưa le tự ngắt loại này. Đấy, thì sẽ hướng dẫn luôn anh em vặn nó vào cái góc này. Đấy, bên này nó có hai lỗ, lỗ nào cũng được, bên này cũng thế, rất là nhiều cổng để anh em lắp nhé.
băng tan này thì anh em nhớ là xong mình thử nước, nếu mà nó còn giò thì anh em lại tiếp tục quấn lại, chứ nếu mà không là nó sẽ bị hết hơi rất là nhanh. Thì cái bình này bình 9 lít thôi. Nếu như là anh em nào mà muốn dùng cái bình to hơn thì anh em vẫn có thể dùng thêm được một cái bình hơi nữa, nghĩa là một cái máy này cân hai bình thoải mái anh em nhé. Một máy này anh em phải dùng hai bình. Anh em vặn chắc rồi. Trong cái tầm tiền 3 triệu có một bộ hơi vừa xịt lọc gió lại xịt cabin được, lại còn chơi được kèm K2 hay kèm Thái thì thế là cũng không thể hợp lý được hơn anh em. Bây giờ mình bắt thêm cái cút nối nhanh ở đây anh em nhé. Anh em có thể bắt cút nối nhanh này vào, nhanh 13 bắt vào đây luôn. Bình thường cút nối nhanh này không có vì là khi mà xốp thấy là thiếu cái cút này nên là tôi sẽ cung cấp cho anh em. Coi như cút này anh em sẽ dùng ở đầu bên này, thêm một cái van xả đây được, bình thường van xả như bắt dưới này, và bắt thêm một cái cút nối vào đây nữa. Đấy, bắt thêm một cái cút nối nhanh nữa vào đây cũng được, không sao cả. Đây, mình sẽ bắt thêm cút nối nhanh cái bịt lại, hay là dùng luôn cái bịt này. Đấy, dùng tạm cái bịt này thôi anh em nhé, để nó kín luôn. Còn bình thường anh em có thể bắt thêm nối nhanh vào đây để dùng hai cẩu ra. Thì là mình hôm nay hướng dẫn anh em nên là bịt nó lại cho nó kín này, mục đích nhé. Chứ cái cẩu này là cẩu da đấy anh em nhé. Đấy, cái cẩu này là cẩu da. Đấy, bịt nó lại cho nó kín, coi như làm cái bịt thôi mà. Vậy là xong nhé. Bây giờ chỉ cần bắt cái từ bình hơi, từ máy vào bình hơi này là ok. Các anh em quấn băng tan đây, nếu anh ai có keo khóa gen thì anh em quấn được. Tất nhiên keo khóa gen nó kín hơn, tỷ lệ điền gen nó gần như không có giò, nhưng mà lúc tháo ra thì anh em nhớ không? Nếu có loại keo khò hay là nó sẽ khá là vất vả khi tháo. Đấy, thì cái này là mấy cái đây, cái van một chiều là anh em nhớ là quấn nó cẩn thận nhé, cái này rất là quan trọng. Chỗ này nó hay giò. Và uống gen, tránh tình trạng cháy gen anh em nhé. Đấy, tí chạy sẽ biết là chỗ nào giò hay không bằng cách dùng nước xà phòng thì tốt anh em nhé. Đấy, cơ bản khả năng là kín rồi. Bây giờ là có thể test thử rồi, kín hết rồi. Cơ bản đây anh em thấy. Quay lại cho anh em nhé. Đây, vị trí này là lắp van xả nước này. Van xả nước. Chỗ này là một cổng đầu ra cho anh em. Đây là cái sơ le tự ngắt. Đây là mình bịt, nhưng anh em cũng có thể lắp thêm một cái cút nối đầu ra. Đấy. Đây là máy như này là ok rồi. Đấy, như này có thể test cho anh em được rồi. Thế bây giờ đấu qua con sơ le. Đấu qua con sơ le tự ngắt như này, anh em nhìn cho nó rõ. Con dưa le tự ngắt này thì anh em mở cái kia này ra, mở con ốc đấy, mở con ốc này ra thì anh em sẽ nhìn thấy dây điện để đấu. Đấy, anh em sẽ đấu là một dây mình cắt lửa cắt mát được thôi anh em, thì mình cứ tính là cắt mát đi nhá. Cắt mát đi để cho anh em sẽ dễ nhìn. Đấy, cắt mát đi. Cắt mát thì anh em vặn con dây đen này ở đây. Đỏ là lửa đấy, đỏ thì đấu thẳng ắc quy vào luôn. Nếu mà anh em cắt mát thì đỏ đấu thẳng ắc quy, còn nếu mà cắt lửa thì mình đấu dây đỏ vào đây, đấu cực này vào dương ắc quy. Cắt mát thì nên vào âm. Đấy, âm đây nó có dây điện đây. Đấy, âm đây. Đây có dây điện đây rồi. Đấu luôn vào đây cho anh em.
Vậy là mình đã đấu xong nhé. Đấy, cắt mát đây. Đấy, đã đấu xong cho anh em. Đã đấu xong cho anh em. Bỏ hết tơ đen cũ này. Tạm thời mỗi này thì không dùng đấy thì tạm thời tạm đây. Đấy, đã đấu xong cho anh em. Đây, vậy là cái dây này mình sẽ đấu vào cực. Đây là nguồn đây. Tạm thời dùng cái nguồn tổ ong này. Nguồn tổ ong này dòng nó hơi thấp, nghĩa là dòng nó sẽ không đủ. Thì thôi thì mình cứ dùng tạm. Đây cắt mát đây nhé, đây dây âm đây anh em. Đấy, dây âm này. Dây dương này, nó sẽ chạy. Để bây giờ test thử thì sẽ có cái đồng hồ đo thời gian cho anh em. Có cái đồng hồ sẽ đo thời gian cho anh em. Cái này hiện tại đang là 8 cân nó ngắt nhé. Cái ống 8 thì anh em sẽ cắm vào đây. Đây đồng hồ này anh em coi như để lên cabin nhé. Thì nếu mà anh ai mà shop cho thiếu một nhỡ có thiếu cái cút thế này thì bảo shop gửi lại cho. Còn lại thì cũng có thể đa số là đủ rồi. Trong trường hợp rủi ro thôi. Thì nhiều bác thiếu. Đấy cái này nhé. Đây cắm vào đây coi như là ok đủ luôn. Đây coi như đủ luôn. Rút cái nút này ra, anh em nhớ rút ra nhé. Đây lọc gió đây. Đấy. Đây anh em lọc gió quấn một chút băng tan vào cái đầu này để cho nó chịu nước. Đấy quấn ở đây cho nó kín chịu nước anh em. Quấn băng tan tới tay như thế này ví dụ thì mình sẽ quấn nó không được căng tay lắm đâu. Đấy, vậy là lọc gió này, nguồn này. Đấy cái này là dây mát này, vì mình đang cắt mát đây cầu chì nhá. Đấy dây này vào máy này, dây đỏ này vào dương ắc quy, hay nói đúng hơn vào dương của nguồn đây. Đấy đây là đồng hồ. Đấy, anh em xem step đây nhé, đồng hồ anh em nhìn thấy đồng hồ chạm đồng hồ chưa. Đấy bây giờ đấy đây cái đồng hồ đây, từ xa có nhìn bắt đầu nhá. Mình sẽ cho cái này chạy này, 1 2 3 này. Đấy anh em nó chạy êm đúng không, gần như không có tiếng động, rất êm đó. Đây anh em xem là rất êm nhé, gần như không có tiếng động đâu. Vì là bản thân thì cái dòng máy này là nó trong cái tầm tiền chắc là có động trượt là tốt hơn này, đồng hồ kim lên này. Đấy đã được gần 4 cân rồi anh em nhé, à gần 2 cân, hơn 2 cân rồi. Đấy chạy mới được có 30 giây. Đấy, trong cái tập tiền này thì lựa chọn này thì không biết là anh em còn lựa chọn nào không, mình đã nghiên cứu để làm sao để anh em dùng hợp lý nhất rồi. Thì cái dòng máy này và cái tầm tiền này thì cái máy này là anh em phải chưa kèm K2 hay kèm thái thoải mái, trong này là nhà kín với lại nó là trạm đăng kiểm nên là mình không test kèm tại ngay hôm nay tại đây. Đấy, nhiều anh em thì cứ thắc mắc của máy nó nóng, thực tế thì đây mới chạy nó như này, máy nóng thì rất là khó tránh khỏi vì là bản thân là như thế này, máy nhắn khí nào nó cũng nóng, máy dầu máy gia đình hay máy nào thì như vậy nó là tản nhiệt nóng, không phải là vì nó chạy ma sát một phần, cái thứ hai là nó nóng là vì cái áp lực nén nó cao thì cái không khí, cái các phân tử không khí nó va chạm vào nhau nó rất là nóng, áp lực càng cao càng nóng. Đấy, nó lên 6 cân rồi, tổng 8 cân rồi, vậy là nó sẽ một phút rưỡi được 6 cân rồi. Đấy, anh em thấy nhá, thì xem bình 9 lít này chạy bao lâu thì tầm này anh em chơi K2 là ok rồi, thậm chí là anh em có thể tăng lên 10 cân thoải mái nhé, tăng cân thì sẽ hướng dẫn anh em chỉnh luôn bằng cái máy này. Đấy anh em thấy lên 5 cân rồi, 7 cân rồi. Cân là 2 phút này, 2 phút một xíu là đã được 8 cân rồi. Cái lít này á, nó ngắt là 8 cân anh em nhé. Vì là cái dơ le tự ngắt này nên mình chỉnh 8 cân đấy. Đủ 8 cân rồi. Đủ 8 cân nhé. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bác anh em bạn hữu làm sao chỉnh được cái áp cái này nhé. Đây nhé, nó có một cái con ốc vàng này.
Đó, con ốc vàng này là cái con ốc để chỉnh kg. Đây để anh em chỉnh này, mình sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ. Đây, ấn nó sẽ chạy, này, nó đang bật lên này, khi nó bật lên này nó bật lên đây nó sẽ ngắt. Thì hiện tại là đây. Vừa đang 2 phút anh em nhé. Bấm giờ đây 2 phút này là 54. Thực tế thì nó chỉ 2 phút 10 giây là đầy cái này rồi. Quên không sửa tắt. Đấy thì anh em nhìn rõ nhé. Anh em nếu mà cần hỏi gì thì anh hỏi. Đây đồng hồ 8 cân nhé. Có sự sai lệch một chút là nó hiện tại là nó khoảng độ tầm 8 cân. Nó non một tí. Vì là do có thể do cái này sai lệch với cái này một tí. Có thể đồng hồ lệch một tí là chuyện bình thường, vì những cái đồ nó không chính xác tuyệt đối. Qua như đây anh em, đây là một chai xà phòng này. Anh em xịt mấy cái mũi nối này. Đấy. Đấy. Xịt vào các mũi nối này. Thế thì nó có một chỗ để có thể dò hơi nữa. Đấy là cái van một chiều, nó sẽ dò, nó sẽ chạy ngược vào đây. Bây giờ hướng dẫn anh em chỉnh cái này lên nhé. Bây giờ nhé, chúng ta chỉnh tăng cân lên để nó chạy này. Vặn này theo chiều kim đồng hồ thì tăng cân lên. Đấy, khi vặn này thì mình chỉnh, mình ấn, mình thử xem. Đấy, chạy. Chạy con này để nó lên khoảng độ tầm xem nó bao cân, anh em được ấn vào chạy để xem nhé. Bao cân rồi. Đấy, áp hơn 8 cân anh em nhé, thoải mái nhé. Còn là nhiều anh em cứ sợ áp thấp, không áp lại rất là cao. Chuyển lên nó lên 10 cân rồi này. Đấy, anh em đấy, áp cao vô cùng. Vậy là nó ngắt ở, mình đã chuyển lên đến 150 PSI 7 5735 là 10 cân. Đấy, 10 cân thì là khủng khiếp rồi. 10 cân là rất là mạnh. Các anh em nếu mà anh em nào chưa biết đấu thì có thể nhìn, mình sẽ thuyết nói qua lại sơ đồ đấu nhá. Đây cực âm này và cực bên dưới thì anh em đấu thẳng vào máy luôn, vào âm máy. Sau đó anh em chuyển sang là đây. Đây đỏ thì anh em đấu vào nguồn dương và quy. Đấy, thế là đã thành sơ đồ hoàn chỉnh, bao gồm có cầu chì, có dơ le tự ngắt. Có thể anh em thay dơ le tự ngắt bằng con này thì đấu bằng con bốn chân. Tất nhiên thì đấu bằng con bốn chân này thì khả năng là mình phải làm một video riêng. Đấu bốn chân thì anh em sẽ đấu như này. Con bốn chân này nó đấu đơn giản thôi. Nhiều anh em mà đấu cái con dơ le này, đấy con dơ le này với con dơ le bốn chân này thì cũng ok nhé. Thì nếu máy 24 thì anh em chỉ cần đấu qua con này ngắt đây, đấu qua con này, đấu một chân này vào đây và một chân âm vào đây là được, là ok, vặn con này vào đây. Còn nếu mà con 12 thì dòng nó lớn thì anh em cũng có thể đấu như thế, nhưng mà vì có con bốn chân này nhiều anh em sẽ hỏi đấu con bốn chân ra làm sao, thì đây sẽ hướng dẫn anh em đấu con bốn chân. Thực tế thì con này nó chỉ là cái con ngắt dòng thôi, nghĩa là nó khi có đầy áp thì nó sẽ ngắt cái dòng này ra, thì nó sẽ không có dòng chạy qua đây, không có dòng chạy vào máy. Thì con bốn chân này nó cũng vậy, con bốn chân này nó có hai cực là để thông dòng, nghĩa là nó có một cực 87 và 30. Đấy, hai cực này là hai cực nguồn. Đấy, khi có điện vào hai cực nguồn này thì nó sẽ thông từ đây sang đây, và để ngắt được hai cực này có điện thì đây nó đấu một cực âm, một cực dương vào đây, thì anh em chỉ lấy cái này ngắt ra là được. Nghĩa là đây, ví dụ như là coi như là đây là một đầu, đây sẽ có cái dây này cho anh em. Đấy, chỉ đây coi như đây là một đầu này, anh em đấu như này. Đấy, đấu một đầu này thông vào đây, còn một đầu này là vào cực dương là được. Đấy, ví dụ như là đấu như thế này thì anh em chỉ cần đấy kẹp vào cực dương này nhảy, thì đồng nghĩa việc cái con này nó chỉ có chức năng là ngắt cái dòng như một công tắc, ngắt cái dòng vào đây thôi. Đấy, bình thường là hai cực là song song này, là anh em là khi mình đấu điện vào đây thì đồng nghĩa việc nó sẽ thông từ đây sang đây, nghĩa là cái nguồn dương, cái dương nó sẽ thông từ đây sang đây. Đấy, như thế này. Và âm anh em đấu thẳng vào dây của quy ở đây là ok, đúng không? Đấy, thì con này thì nó đấu nó phức tạp hơn một tí. Nếu mà anh em nào không hiểu thì có thể là ra thợ điện nó đấu sẵn cho mình về thì cắm là xong thôi. Còn không thì anh em nào hiểu thì có thể xem. Đấy, nó có nhớ, anh em nhớ là đấu cực nguồn
coi như là một cực nguồn đây, cực dương này vào chân này, cực nguồn dương vào chân 30 và 87, chân nào được có thể cắm cái này sang bên này, cái này sang bên này. Nó còn lại cực 85, 86 là hai cực để thông dòng, nghĩa là cấp một cực âm, một cực dương, và 85, 86 là nó sẽ chạy, là nó sẽ thông cái dòng này thì nó sẽ có điện vào máy, thế thôi. Đấy. Thì cái con này hơi phức tạp, anh em là đấu thì chi tiết thì sẽ mình sẽ gửi sơ đồ để anh em dễ hơn là hình dung bằng cái video này. Đấy, thì đây, đấy, nguồn đây, thế là xong. Cái này đấu sang đây và đồng nghĩa việc là anh em cấp một cực dương cực âm ở đây, nghĩa là phải lấy một cái dây này anh em đấu tắt sang bên này. Đấy, đấu như thế này. Đấy, và anh em đấu luôn vào đây. Đấy, như thế này là nó chạy. Đây sẽ test thử luôn cho anh em. Đấy, xả hết hơi đi. Bao cân rồi? 8 cân, xả bớt tiếp. Đây, anh em nhớ đây là hai cái cực này mình đã đấu thông cực âm này, à cực dương này, cực dương này. Đấy, đấu ở đây thì tì ở đây này. Để cho anh em dễ hình dung, nghĩa là mình sẽ đấu thông tắt này và anh em trực đây nó chạy. Đấy. Đấy, đấy. Thấy chưa? Đấy. Nghĩa là cái cực này là anh em đấu cực âm, nghĩa là kéo một dây ra đây thì cái dây thực tế là nó sẽ thông từ cực này sang cực này. Đấy, nó sẽ thông từ dây này sang dây này. Khi cấp điện âm ở đây cái, vì đây là dương rồi thì cấp điện âm ở đây cái thì nó sẽ hút, nó có cuộn hút sẽ thông mạch từ đây sang đây. Đấy, anh em nhìn đấy. Đấy, nó sẽ chạy không? Rất là đơn giản. Thì cái con này thì anh em đấu qua một con tự ngắt, chính là con này. Đấy, anh em đấu qua một con này để thông hai cực vào với nhau là được. Đấy, đấy anh em đã xem đầy đủ cái video. Nếu mà có cái gì mà chưa hiểu về đấu với bộ A709 anh em có thể là comment ở phía bên dưới nhé. Cái gì mà chưa hiểu thì shop sẽ có video của từng công đoạn gửi cho anh em. Đấy, đấu từng đoạn, từng đoạn ngắn một chia rõ ra gửi cho anh em. Đây, đấy, nguồn đây đầy đủ anh em nhé. Đấy, nếu mà anh em quan tâm thì có thể là truy cập vào website độxetải.com hay là vào fanpage bơm ghế hơi, để hoặc là cũng có thể liên hệ theo số điện thoại là 0816404 để được giải đáp thắc mắc. Còn nếu mà anh em mua nhiều đồ hay tham khảo nhiều dòng máy thì có khoảng một tầm 4-5 dòng máy như thế này trên đấy, từ cao cấp như con này rẻ nhất 2,5 triệu, đắt nhất nó rơi vào 3,2 triệu, hay là những cái dòng máy đắt hơn nữa khoảng 7-8 triệu, thì anh em có thể truy cập vào trang web độxetải.com thì có rất là nhiều sản phẩm. Nếu mà anh em có thể đặt hàng thì có thể đặt hàng trực tiếp trên đấy và thanh toán trực tiếp trên online được, có rất nhiều chính sách ưu đãi cho anh em khi đặt hàng online tại website độxetải.com anh em nhé. Cảm ơn anh em bạn Hữu đã xem video. Nếu mà anh em thấy yêu quý thì có thể cho xin một like, một share, hoặc cũng có thể là đăng ký kênh để lần sau mình sẽ có nhiều cái sản phẩm test về cái quầy Thái này, rồi quầy Chago cho anh em. Thì hiện tại do thời gian có hạn nên là có thể là sẽ hẹn anh em một video lần sau. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Bye bye.